Xin chào các bạn và xin chào quý bà con nhé. Thì như tôi đã nói đấy, thì những cái người mà giàu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới, như là những cái tổng thống Mỹ đấy, thì người ta chả coi cái vấn đề tranh phong thủy ra gì đâu. Ông Obama đấy, ông là một cái người mệnh thổ, mà ông treo những bức tranh mà có những cây phải nói siêu to khổng lồ luôn, ngay trong Nhà Trắng, mà ông vẫn ngồi hết 8 năm nhiệm kỳ Nhà Trắng, xong rồi bây giờ vẫn là một trong những người cực kỳ có ảnh hưởng trên thế giới, đúng không? Như vậy là với những người mà nó giàu nhất nước Mỹ và quyền lực nhất thế giới đấy, thì tranh phong thủy là vô giá trị, đúng không? Vô vị với họ, chả vấn đề gì hết. Thế còn đối với những người mà giàu có tại Việt Nam thì sao? Thì tôi đã làm cho khá nhiều người giàu ở Việt Nam rồi. Có những người người ta giao dịch buôn bán hàng tỷ đồng một ngày. Nhưng mà khi mà tôi làm sai vị trí của các bức tranh ấy, thì anh ấy chỉ cười khà và thậm chí còn cho thêm tiền để đi đường nữa. Đấy, thế còn có những cái thành phần mà mình làm đúng phong thủy mà họ vẫn cứ gọi là bắt chẹt mình. Đấy, sao cái màu nó lại như này, sao cái con chim ấy, giả sử như cái con chim đại bàng nhạc, hoặc con chim bồ câu nhạc, trong cái bức tranh thì nhìn nó bé như này mà sao ra ngoài nó lại to như này. Đấy, thế nên nhiều khi mình cáu mà thế nếu mà không làm thì nột ra, nhưng mà không, muốn giữ lại cơ, nhưng mà vẫn chê về yếu tố phong thủy. Màu này nó không hợp phong thủy của anh, màu kia nó không hợp phong thủy của chị. Mục đích là gì? Mục đích là để giảm đi vài ba trăm ngàn thôi. Đấy, đấy là cái bọn nhà giàu Việt Nam. Thì có hai thành phần, một thành phần là họ chả quan tâm gì đến nhá. Cứ làm xong là có thưởng, cứ làm xong đẹp là có tiền thưởng, là cho chú tiền đi đường, tiền nước đôi, cà phê. Nhưng một thành phần là nó làm mọi cách chê bai tất cả mọi cái nó khiến cho mình nhiều khi phát bực lên đấy. Nhiều khi mà nếu mà ông bà không làm thì thôi nhá, chê đến mức độ như vậy gọi là tìm xương trong trứng gà đấy. Đấy, nhiều khi cáu các bà thôi, nếu mà anh chị mà không hài lòng mà lo lắng về phong thủy thì em lột tranh em mang về. Quả thực là như thế. Ở Vũng Tàu này nếu mà ai làm tranh của tôi nhiều thì sẽ biết là tôi làm như vậy đấy. Nếu mà không hài lòng, khách hàng không hài lòng, tôi sẵn sàng lột tranh mang về đấy. Thế nhưng mà không, chê cho lấy được, chê làm sao đấy để giảm đi được mỗi bức tranh một vài trăm ngàn đấy. Đấy, chứ không phải là họ tin phong thủy đâu. Bọn đấy nó ma quái, nó khôn lắm. Nó làm kinh doanh, nó làm ăn buôn bán, nó trở nên khá giả giàu có, thì tất cả những cái bọn đó chả đứa nào nó tin phong thủy trăm trăm đâu. Tin tí tí thôi nhá. Và thậm chí nó bôi vào đấy cho nó huê dạng, cho nó đẹp, để nó sĩ diện với đời đấy mà. Không có gì cả. Bản thân chúng nó chả tin gì vào phong thủy đâu. Thì chúng ta đấy, tôi phải làm những cái video này để cho bà con chúng ta, ai mà nghe được thì chúng ta bớt cái cuồng tín đi. Chúng ta tin ý thôi. Nếu mà cái bức tranh đó ấy, nó đúng theo phong thủy đúng không, thì nó mang lại chút ít may mắn ấy. Thì nếu mà nó nỡ mà nó không theo phong thủy, hoặc nỡ nó phạm, bởi vì trong nhà chúng ta mà chồng vợ con cái bố mẹ ấy mà, bao nhiêu cái mệnh nó đối nhau ầm ầm ấy mà, vợ với chồng nhiều khi nước với lửa, rồi là kim với mộc các kiểu đấu đá nhau. Nếu mà chúng ta cứ dò xương trong trứng gà thì kiểu gì mà chả có cái mà nó không hợp phong thủy, lúc đấy lại rước cái no vào mình, đúng không? Cho nên là chúng ta tin nó ít ít thôi, thì đến lúc mà nó có nỡ mà nó không hợp ấy thì chúng ta bớt cái no phiền đi. Đấy, nhiều người nó lợi dụng cái niềm tin của bà con này, nó làm những cái việc, nó nói những cái điều mà phải nói là cực kỳ là độc hại, nói thẳng là rất là độc hại. Cho nên tôi phải làm những clip này thì hy vọng những ai xem được thì chúng ta nó thoải mái một chút. Tranh phong thủy là những bức tranh rất là đẹp, là những bức tranh mà có chất nghệ thuật, chất thẩm mỹ rất là đẹp. Đặc biệt ấy, nó rất ăn với tông màu gỗ và những cái đèn chiếu tranh hiện nay đấy. Cái không gian hiện nay người ta làm rất phù hợp cho các dòng tranh phong thủy, tranh thuận buồm, tranh mã đáo và tranh sơn thủy rất là đẹp. Đặc biệt là các không gian mà kết hợp với nam gỗ, kết hợp với đồ gỗ nội thất trong nhà nó rất là đẹp. Đèn chiếu tranh nữa đẹp thôi rồi. Thế nhưng mà chúng ta bớt cái sự cuồng tín đi, trả cái bức tranh về đúng cái vị trí, cái ý nghĩa của nó sẽ hay hơn rất là nhiều, để cho cả cái người thợ làm và cái người chủ nhà nó thoải mái, và nó tăng cái mức độ tự do, tăng cái khả năng sáng tạo lên, thì nó sẽ mang lại một cái công trình đẹp, chứ không phải là chúng ta cứ nhất thiết phải là theo phong thủy. Trong nhà chúng ta có bao nhiêu mệnh người, tất cả thì thế nào chả có những cái mệnh nó đối chọi nhau đúng không? Hợp người này là không hợp người kia, hợp người này lại khắc người kia. Như vậy nếu mà chúng ta cứ dò xương trong trứng gà đấy thì sẽ chuốc đến cái no phiền vào thân thôi. Đấy là những gì chúng tôi muốn nói.